Hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên về hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em là một cặp loa, và đó là dòng huyền thoại của hãng Technics. Và dòng này sẽ có tên model là SB6000. Đây là một cặp loa mà phải nói là được hãng Technics thuê những kỹ sư bên châu Âu của Tannoy thiết kế và được sản xuất tại Nhật Bản nha anh em. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà có thiết kế và nó là vô cùng là độc và lạ và cực kỳ là hiếm hàng trên thị trường hiện nay anh em ạ. Đây, mời anh em cùng xem. Dòng này thì nó sẽ có cấu hình là trang bị qua một loa bass 30 nha anh em và một loa chepdon. Còn phía trên sẽ là tem in tên thương hiệu và tên model SB6000. Con này nó sẽ có thiết kế là thùng gỗ nha anh em, cực kỳ chắc chắn nha mà. Tổng trọng lượng con này đến tận là khoảng 56kg anh em, rất là nặng anh em. Đây, con này sẽ trang bị ta một loa bass 30, màng giấy, viền cao su mầm nhũn anh em ạ. Đánh tiếng bass nghe phải nói là cực kỳ căng, nghe rất là thích và phê nha anh em. Còn phía trên là một loa chepdon nha anh em, và thiết kế cái này thì nó sẽ cho ra chep nhô phía ngoài đấy mà, thì rất là đồng đáo anh em. Về giá phải nói là rất là cao thiết kế này. Còn mặt trước thì ngoài ra anh em sẽ thấy là có một cái tem thương hiệu của Technics nha anh em. Và một cái khe, cái khe này là dùng để anh em mà hát hơi anh em. Còn hai bên là hai cái thanh sắt trang trí và nó là cực kỳ hầm hố đấy mà, rất là đẹp luôn anh em. Còn bên cạnh căng cái dòng này còn rất là mới, rất là đẹp anh em. Nó sẽ in logo thương hiệu của Technics. Đây, căng nó thì bằng vải lưới cho anh em. Đây, ngoài ra nó còn sẽ có căng loa chép này nha anh em. Nói chung lần này thì hàng thì đầy đủ. Đây, đây tem dòng sản phẩm này Technics, cấu trúc là hai loa, tên model SB6000. Con này nó sẽ có trở kháng là 6 ohm, công suất là 100W, nên con này phải nói là cực kỳ dễ phối ghép âm lưu nha anh em. Còn bên cạnh đồ thị dòng sản phẩm này và một cái nút chức năng để mà anh em có thể mà điều chỉnh về giải trigger và giải cái loa chép nha anh em. Đây, cái này thì được sản xuất bởi Mitsushita Adichit, hàng chuẩn là Made in Japan nha anh em. Còn đây là hai cặp loa trong sản phẩm này. Con này anh em nghe nhạc vàng hoặc nhạc bolero là hết sảy anh em à. Ông của dòng này nghe tiếng bass phải nói là kỳ căng anh em à. Cho anh em mà chơi anh em sẽ nghe rất là sướng luôn. Và bây giờ mình sẽ test luôn và chất âm của cặp loa này. Mời anh em. Mà kéo theo con sợi
Nix Esper 6000. Nghe phải nói là rất là có cảm xúc luôn em à. Con này mình đánh giá về chất âm của nó, giải bass nghe trầm, nghe ấm, nên rất là thích hợp để chơi những bản nhạc vàng và bản nhạc bolero luôn em. Giải chép nghe sáng tí mà rất là chi tiết anh em à. Nói chung đây là một cặp loa mà quá hoàn hảo để cho anh em có thể mà chơi những bản nhạc vàng và bolero. Đây hiện tại người ta đang test với âm ly là của Bellmaster 1000 của Đan Mạch anh em. Con này thì nó sẽ chạy chúng ta tổng cộng là 4 con sạc sắt và công suất của nó tầm là khoảng là 50W thôi nha mà. Mình thấy ghép với cặp loa Technics Esper 6000 tổng công suất là đến tận là 200W mà đánh vẫn rất là tốt anh em. Con này cũng là một trong những dòng sản phẩm mà rất là dễ dàng để phối ghép âm ly anh em mà. Chất âm nó rất là hay, giá là rẻ. Hàng trên thị trường hiện nay giá là tầm khoảng 9 triệu anh em. Và Nhật sẽ để lại cho anh em với một mức giá và nó là thật không thể tin được, chỉ với 6.500.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì anh em hãy liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Rồi ok, xin chào tất cả anh em nha. Hẹn gặp tất cả anh em vào những video sau.